Ok, xin chào tất cả các anh chị à, Chào các anh chị nhà giao dịch và đầu tư Forex Tôi là Tuệ, chuyên gia Tuệ, nhà chiến lược thị trường của Full Time Market Hôm nay cho một weekly trading class Những cái lớp học hàng tuần của Full Time Market Thì chúng ta sẽ bàn với nhau về một cái chủ đề là Những cái phương pháp phân tích cơ bản, đơn giản và hiệu quả Đúng không ạ? Và à, thông qua cái lớp học này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị Làm thế nào để các anh chị hiểu về cái lịch kinh tế để các anh chị có thể nhìn vào trong một cái cái lịch kinh tế và các anh chị có thể hiểu được uh, những cái tin tức này nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường đúng không ạ vậy thì phân tích cơ bản là gì phân tích cơ bản là phân tích thị trường thông qua các cái sự kiện kinh tế ngân hàng trung ương và các cái sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến cung và cầu của một cái cặp tiền tệ như cái lớp học lần trước thì chúng ta đã bàn về những cái yếu tố bốn cái yếu tố ảnh hưởng đến cái thì ảnh hưởng tới cái sự di chuyển biến động giá của một cái cặp tiền tệ đúng không ạ và hôm nay chúng ta sẽ học về làm thế nào mà khi chúng ta nhìn những cái tin tức cơ bản và chúng ta có thể nhận ra được cái xu hướng của thị trường đồng nào sẽ mạnh lên đồng nào sẽ yếu đi rồi đầu tiên là các anh chị vào cái trang forex factory thì tí nữa tôi sẽ uh, tôi sẽ show trực tiếp các anh chị trên cái trang forex factory để các anh chị có thể uh, hiểu rõ được không ạ đầu tiên thì các anh chị vào trang forexfactory.com thì các anh chị sẽ thấy ở đây nó có những cái tin tức màu đỏ, màu vàng, màu xám và màu cam. Những cái tin tức màu xám các anh chị là cái tin tức phi kinh tế. Phi kinh tế là không ảnh hưởng đến nền kinh tế, không ảnh hưởng đến những cái những cái hoạt động kinh tế, được không ạ? Những cái tin tức màu vàng là những cái tin tức có tác động thấp đến thị trường. Những tin tức có tác động thấp đến thị trường. Những tin tức màu cam là những cái tin tức mà có tác động trung bình đến thị trường và những tin tức màu đỏ là những cái tin tức mà tác động mạnh đến thị trường và cái à, và ngày hôm nay thì chúng ta chỉ bàn về những cái tin tức màu đỏ thôi các anh chị bởi vì chúng ta chỉ tập trung vào các cái tin tức có tác động mạnh đến thị trường được không ạ? Rồi. Trong cái trang Forex Factory thì các anh chị có thể à, đọc được những cái số liệu gì? Đầu tiên thì các anh chị thấy là ở bên phía bên tay trái bên ngoài cùng này nó có cái thời gian. Nó có cái thời gian các anh chị Thời gian ví dụ như là khi mà cái tin tức FOMC statement này ra thì nó sẽ ra vào lúc 2 giờ sáng Hay là những cái tin tức như là um, Federal Fund Rate này thì nó cũng ra vào lúc 2 giờ sáng Hay là FOMC Red uh, Conference thì nó sẽ ra lúc 2 giờ 30 sáng Đó, thì đây là những cái thời gian Và các anh chị là nhà giao dịch ở Việt Nam thì các anh chị có thể điều chỉnh cái thời gian này thành GMT cộng 7 Là cái thời gian của Việt Nam, được không ạ? Rồi ở bên phía này nó có cái cột detail Detail là gì? Detail là khi các anh chị bấm vào đây thì nó sẽ show ra cho các anh chị những cái bài viết có liên quan Hoặc là những cái tin tức có liên quan Hoặc là khi mà cái tin tức thực tế ra thì nó sẽ có những cái bài viết phía sau đó Thì các anh chị có thể đọc nó để các anh chị hiểu thêm về cái tin tức này Hiểu thêm về cái nội tình, cái nội bộ của tin tức này Và ba cái cột tiếp theo đây là ba cái cột quan trọng nhất Đầu tiên phía bên tay phải này các anh chị thấy cột previous Previous có nghĩa là kỳ trước các anh chị và đây là những cái số liệu của kỳ trước. Ví dụ như là cái số liệu, uh, các anh chị thấy là Fundra uh, Federal Fundraise. Ở kỳ trước của nó là ở mức là 1.75%. Cái cục ở chính giữa này là cột Forecast, có nghĩa là cột dự báo. Dự báo này nó cũng nằm ở mức là 1.75%. Và Actual là cái cục thực tế. Thực tế là sao? Thực tế có nghĩa là vào lúc 2 giờ này khi mà nó ra tin tức này, thì cái cục thực tế này nó mới xuất hiện cái con số này mới không xuất hiện. thì các anh chị thấy phía dưới này, các anh, uh, không ạ? À. các anh chị thấy phía dưới này nó không có cái cột thực tế bởi vì chưa tới giờ để nó ra cái tin tức này. được không thì các anh chị cứ canh ra tin vào lúc tám giờ ba buổi tối này thì cái cái tin tức này nó sẽ được nó sẽ được ra. thì các anh chị sẽ thấy là cột previous là cột kỳ trước, forecast là cột dự báo, còn actual là cột thực tế. thì cái công việc của chúng ta là gì? chúng ta cái công việc của chúng ta là sẽ so sánh cái thực tế này với cái dự báo để chúng ta có thể xác định được cái xu hướng của thị trường. Được không ạ? Rồi, vậy thì khi mà so sánh như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị ở những cái phần sau. Thì ở những cái tin tức này thì chúng ta tập trung vào những cái tin tức gì trên thị trường và những cái số liệu những cái dữ liệu gì trên thị trường là ảnh hưởng mạnh đến đến kinh tế. Đầu tiên là chúng ta có central bank policy là những cái chính sách của ngân hàng trung ương, những cái Interest rate là những cái lãi suất của ngân hàng, retail Sale là về chỉ số về bán lẻ, consumer price index là chỉ số giá tiêu dùng, manufacturing là liên quan đến sản xuất, employment là liên quan đến um, tỷ lệ gọi là uh, người có việc làm mấy các anh chị, được không ạ? Và GDP là, là 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 GDP của một quốc gia là tổng sản lượng quốc nội và chúng ta sẽ uh, đi qua từng cái từng cái chỉ số một để chúng ta hiểu sâu hiểu thêm về những cái chỉ số này đầu tiên là những cái chính sách của ngân hàng trung ương liên quan đến lãi suất hay gọi là interest rate thì khi mà một cái quốc gia một cái ngân hàng trung ương họ quyết định họ quyết định là tăng cái lãi suất tăng cái lãi suất của mình lên thì các anh chị sẽ thấy là khi mà tăng cái lãi suất lên thì cái nền kinh tế của quốc gia đó nó sẽ chậm lại nền kinh tế của quốc gia đó sẽ tăng trưởng chậm lại và nó sẽ làm giảm cái sự lạm phát của cái quốc gia đó là giảm sự lạm phát của quốc gia đó và khi mà ngược lại khi mà chúng ta cắt giảm lãi suất thì nó sẽ thúc đẩy cái nền kinh tế của quốc gia đó tăng lên và nó sẽ làm tăng cái lãi suất được không ạ? thì à, tôi lấy ví dụ cho các anh chị nếu mà một cái quốc gia họ bắt đầu là họ tăng lãi suất lên thì những cái công ty những cái doanh nghiệp họ muốn vay tiền của cái ngân hàng trung của ngân hàng thì họ phải trả nhiều tiền hơn thì điều này nó sẽ làm cho những cái công ty những cái xí nghiệp họ hạn chế vay tiền hơn được không ạ? thì đó là lý do tại sao nó sẽ làm chậm lại cái nền nền kinh tế và nó sẽ làm chậm nó sẽ làm chậm lại cái nền kinh tế mà, nhưng mà nó sẽ làm chậm lại cái sự lạm phát của thị trường được không ạ? chậm lại cái sự lạm phát của thị trường vậy thì à, một cái ngoài lề một chút là cái sự lạm phát của thị trường nó có tốt hay không thì cái lạm phát các anh chị, lạm phát là một cái một cái yếu tố, một cái quốc gia nếu mà lạm phát quá thì cũng không tốt, bởi vì cái đồng tiền nó mất giá. Nhưng mà một quốc gia cũng cần có một cái sự lạm phát nhất định bởi vì lạm phát là một cái điều giúp cho cái tăng trưởng, giúp cho quốc gia đó có thể tăng trưởng, có thể phát triển, được không ạ? Rồi. Thì khi mà một khi mà có cái các anh chị đọc thấy cái quyết định gọi là tăng lãi suất thì cái giá trị của cái tiền tệ đó sẽ giảm được không? khi mà các anh chị quyết định tăng lãi suất thì giá trị của tiền tệ đó sẽ giảm và khi mà các anh chị quyết định giảm lãi suất các anh chị đọc thấy cái tin tức về giảm lãi suất thì cái giá trị của cái tiền tệ đó sẽ sẽ tăng được không ạ rồi cái chỉ số thứ hai và thứ ba chúng ta sẽ bàn đến đó là chỉ số bán lẻ và chỉ số giá tiêu dùng chỉ số bán lẻ và chỉ số giá tiêu dùng thì tôi sẽ không có nói sâu các anh chị về cái nguyên lý của các cái chỉ số này bởi vì nó sẽ làm cho các anh chị phức tạp thì các anh chị chỉ cần hiểu cơ bản nếu mà chỉ số giá bán lẻ và chỉ số giá tiêu dùng mà các anh chị thấy số liệu thực tế cao hơn số liệu dự báo được không? số liệu thực tế cao hơn số liệu dự báo thì các anh chị sẽ thấy là cái giá trị của cái đồng tiền đó sẽ tăng và ngược lại khi các anh chị thấy số liệu chỉ số bán lẻ retail sale hoặc là chỉ số giá tiêu dùng giảm so với số liệu dự báo thì cái tiền tệ đó cái giá trị của nó sẽ sẽ giảm các chị đúng không ạ và với manufacturing chỉ số liên quan đến sản xuất thì cũng tương tự như vậy khi mà chỉ số manufacturing tăng thì cái tiền tệ cái giá trị của tiền tệ đó sẽ tăng và khi mà chỉ số manufacturing giảm thì cái giá trị của tiền tệ đó sẽ giảm được không ạ thì tí nữa tôi sẽ tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm thế nào để xem chúng ta để xem cái này trực tiếp trên trang forex factory để mà chúng ta không cần phải nhớ những thế này đôi khi chúng ta lại bị 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 nhầm lẫn được không ạ? À? Rồi employment employment thì liên quan đến chỉ số liên quan đến việc làm thì các anh chị biết là một cái quốc gia mà có cái số lượng người việc làm người làm việc họ họ tăng lên đó. thì cái đồng tiền của quốc gia đó nó sẽ mạnh lên còn quốc gia mà có số lượng người việc làm giảm hoặc là số lượng thất nghiệp tăng đi chẳng hạn thì các anh chị sẽ thấy là trong 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 cái trang forex nó có cái employment họ là unemployment unemployment là thất nghiệp thì các anh chị sẽ thấy là khi mà thất nghiệp tăng thì cái giá trị của tiền tệ đó sẽ giảm nhưng mà khi mà employment là cái việc làm tăng thì cái giá trị của tiền tệ đó sẽ sẽ tăng được không ạ rồi tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị trực tiếp trên cái trang factory để các anh chị dễ hình dung được không ạ đây là cross domestic product hay còn gọi là gdp tổng sản phẩm quốc nội thì các anh chị thấy là gdp của một quốc gia tăng thì cái giá trị của tiền tệ đó sẽ tăng và GDP của một quốc gia giảm thì giá trị của tiền từ đó sẽ giảm và tóm gọn lại thì chúng ta sẽ có các cái chỉ số ảnh hưởng đến, các cái số liệu ảnh hưởng đến cái nền kinh tế rất là mạnh. đầu tiên là những cái chính sách của các ngân hàng trung ương mỗi ngân hàng trung ương giống như cái buổi chia sẻ lần trước tôi có chia sẻ với các anh chị là mỗi ngân hàng trung ương thì họ thường sẽ có hai thứ để ảnh hưởng đến cái thị trường tài chính một là những cái gói định lượng quy y hay còn hay gọi là nới lỏng định lượng hay còn gọi một cái cách khác là à, hiểu một cái cách nôm na đó là à, ngân hàng in tiền ra ra thị trường thì đó là những cái chính sách của ngân hàng trung ương và cái chính sách thứ hai là cái chính sách về tăng hoặc là giảm lãi suất đó là những cái chính sách của ngân hàng trung ương được không ạ à? và chỉ số thứ hai là chúng ta quan tâm là chỉ số retail sale chỉ số bán lẻ của một cái quốc gia một cái quốc gia khi mà họ có cái cái công việc buôn bán bán lẻ của họ mà nó tăng thì cái quốc gia đó có cái đồng tiền mạnh lên và ngược lại. Employment, employment là chỉ số về việc làm. Một quốc gia có nhiều công, có một có số lượng người làm việc, có số lượng người có việc làm tăng lên thì cái quốc gia đó mạnh lên, cái đồng tiền của quốc gia đó mạnh lên. Còn ngược lại. Được không ạ? Manufacturing về sản xuất. Một quốc gia mà có cái sự sản xuất mở rộng sản xuất tăng lên thì cái quốc gia đó sẽ có cái giá trị tiền cái đồng tiền tăng lên và ngược lại, được không ạ? và cuối cùng là GDP, sản phẩm quốc nội cũng tương tự như vậy. Rồi, ở Fullerton thì hàng tuần thì chúng tôi có những cái breaking news hoặc là cái sneak peek hoặc là những cái uh, tin tức trên thị trường thì các anh chị có thể vào trong cái trang chủ của Fullerton Market. Sau đó thì các anh chị vào phần uh, education hay nếu mà các anh chị chuyển sang tiếng Việt nó là giáo dục được không ạ? Và các anh chị vào phần blog hoặc là các anh chị vào phần uh, trang báo À, nếu mà các anh chị chuyển sang tiếng Việt thì các anh chị sẽ thấy cái trang giống như trên màn hình của chúng ta thì nó sẽ hàng tuần thì Anthony và và các cái cộng sự của mình ở bên các quốc gia khác sẽ đăng những cái bài viết liên quan đến những cái tin tức trên thị trường ví dụ như là à, đây là cái tin tức về ADB ADB non Farm là cũng là một cái tin tức mạnh của thị trường mà chúng ta cần phải quan sát đúng không ạ rồi tóm gọn lại là một quốc gia có cái nền kinh tế tốt nền kinh tế phát triển thì cái quốc gia đó lại có cái đồng giá trị của cái đồng tiền đó lại tăng và ngược lại khi mà quốc gia có cái nền kinh tế chậm à, gọi là bị giảm phát triển thì cái quốc gia đó có cái có cái giá trị của đồng tiền là giảm đúng không ạ và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái màn hình của trang forex factory để các anh chị có thể nắm được cái cách chúng ta thao tác chúng ta xem xét thị trường như thế nào các anh chị chờ tôi trong giây lát nhé. Rồi Chúng ta đang ở trong trang Forex Factory Thì đầu tiên các anh chị vào cái à, Vào cái mục tìm kiếm này Các anh chị search forexfactory.com Sau đó thì với lệnh với những anh chị nào Là lần đầu tiên vào trang này Thì các anh chị vào phần thời gian ở đây Đúng rồi, các anh chị vào phần thời gian ở đây Và các anh chị sẽ điều chỉnh thành giờ GMT cộng 7, Bangkok, Hà Nội và Jakarta Đúng không ạ? Và những anh chị nào vào thường xuyên thì các anh chị không cần phải điều chỉnh thế này Tại sao các anh chị phải điều chỉnh thế này? Bởi vì khi mà các anh chị vào lịch kinh tế thì các anh chị sẽ thấy là nó nó sẽ đồng bộ hóa thành giờ của Việt Nam Và khi các anh chị vào vòng calendar là lịch Calendar là lịch, được không ạ? Thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ hiện ra những cái lịch kinh tế cho chúng ta Và những cái trường hợp mà các anh chị là là cái người mới thì nó sẽ hiện ra như thế này Tôi sẽ show ra cho các anh chị xem các anh chị là một người mới thì nó sẽ hiện ra cho các anh chị rất là nhiều tin tức như thế này. Rồi ạ, đây là những cái tin tức mà có trong tuần này. Và với Anthony là một cái người giao dịch thì Anthony chỉ quan tâm tới những cái tin tức liên quan tới màu đỏ này các anh chị, những cái tin tức quan trọng. Và Anthony vào trong cái phần future này và sẽ tắt hết tất cả những cái tin tức khác và chỉ để những cái tin tức ảnh hưởng quan trọng tới thị trường. Rồi ở đây chúng ta có gì? ở đây chúng ta có ở bên phía bên này là thời gian thời gian vào thứ thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu và các anh chị thấy là trong tuần này à, vào thứ hai thứ ba thì chúng ta không có bất cứ cái tin tức nào ảnh hưởng tới cái nền thị trường kinh tế hết và các anh chị sẽ thấy là những cái là những cái cái thời gian này các anh chị thời gian vào lúc 4 giờ sáng 6 giờ sáng 8 giờ sáng hay là đây là những cái cặp tiền tệ những cái những cái tiền tệ những cái tiền tệ đây là những cái tin tức đỏ đây là những cái những cái tin tức của nó đây là cái detail thì các anh chị ví dụ như là các anh chị bấm phần detail này thì nó sẽ có một số các bài viết và những cái chú thích và cái nội dung của cái uh, của cái tin tức này Tôi sẽ hướng dẫn sao cho các anh chị và ở đây là cột thực tế ở đây là cột dự báo và ở đây là cột kỳ trước rồi vậy thì các anh chị sẽ thấy điều gì các anh chị sẽ thấy là có những cái tin tức tại sao nó không có những cái số liệu bởi vì nếu mà các anh chị đọc những cái tin tức này thì đây là những cái tin tức cũng quan trọng đến thị trường Tuy nhiên thì đây là những cái bài phát biểu, được không ạ? Đây là cái bài phát biểu của uh, người đứng đầu của Ngân hàng Trung ương Canada. Đây là bài phát biểu của ngân hàng của người đứng đầu của Ngân hàng Trung ương New Zealand. Thì nếu anh chị là người uh, các anh chị có thể hiểu tiếng Anh thì sau khi những cái tin tức này ra thì nó sẽ có những cái bài báo. Đây những cái bài báo các anh chị có thể bấm vào các anh chị đọc bài báo đó thì các anh chị sẽ sẽ thấy là thường trong những cái bài báo này thì họ sẽ có đề cập đến một số cái vấn đề uh, những cái hiện trạng của thị trường và chúng ta có thể chúng ta có thể tìm hiểu được không ạ rồi đó là những cái số liệu và những cái cái à... thông tin những cái tin tức mà không có số liệu đúng không ạ rồi các anh chị sẽ thấy đây là những cái tin tức mà có số liệu ví dụ như à, ngày mai chúng ta có tin tức của GDP sẽ công bố số liệu GDP của Canada đúng không ạ của đồng Canada thì các anh chị bấm vào đây bấm vào detail này các anh chị các anh chị sẽ thấy các anh chị thử, lúc nãy tôi sẽ tôi có hướng dẫn với các anh chị là nếu mà GDP tăng thì cái cái đồng tiền nó mạnh đúng không ạ thì các anh chị sẽ thấy ở đây này nó sẽ hiện là actual rate than forecast is good for currency có nghĩa là nếu thực tế mà nó cao hơn cái dự báo thì cái đồng tiền này nó giá trị nó tăng được không ạ thì khi mà nếu số liệu mà cao hơn dự báo thì đồng tiền này tăng và nếu giảm dạ, thấp hơn cái dự báo này số liệu thực tế này mà thấp hơn số liệu dự báo này thì cái giá trị của đồng tiền đó sẽ sẽ giảm được không ạ và các anh chị thấy là thường thì giao dịch chúng ta sẽ đi theo một cặp đúng không ạ ví dụ như là Canada yên nhật Canada yên nhật thì là Canada chia cho yên nhật vậy thì nếu Canada giá trị của đồng Canada tăng thì Canada yên nhật cặp Canada yên nhật sẽ tăng sẽ có xu hướng là tăng được không ạ và ngược lại nếu mà Canada yên nhật mà Canada giảm thì cặp Canada yên nhật lại giảm nhưng mà nếu mà Canada yên nhật mà đồng yên nhật lại mạnh lên thì cặp Canada yên nhật sẽ giảm hay tăng ạ? À? Sẽ giảm đúng không ạ? À? Bởi vì yên nhật là cái đồng tiền nó nằm ở phía dưới, được không ạ? À? Canada chia cho yên nhật thì nếu mà yên nhật mạnh lên thì cặp Canada yên nhật lại giảm, được không ạ? À? Đó là cái cách mà chúng ta nhìn cái, chúng ta đọc cái cái số liệu của 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 thị trường, được, được không ạ? À? Và đó là tổng hợp cái cách mà chúng ta sử dụng cái trang Forex Factory thì ngoài ngoài những cái tin tức lúc nãy uh, Anthony có nói ví dụ như là GDP, retail sale hay là những cái tin tức khác thì nó có một số cái tin tức ví dụ như là tin tức nan farm. Nan farm là cái bản tin phi nông nghiệp, bản lương phi nông nghiệp của Mỹ thì cái tin tức đó cũng là một cái tin tức mạnh nó sẽ xuất hiện vào uh, tối thứ sáu tối thứ sáu tuần đầu tiên của tháng được hoặc là ví dụ như là những cái uh, uh, tin giống như là GDP này nhưng mà GDP này là GDP dự báo được ạ hay là những cái tin giống như là uh, tin này là về cái chi tiêu uh, vốn của khu vực công uh, khu vực tư các anh chị tư nhân được ạ thì với những cái tin tức này nếu mà các anh chị không biết là ảnh hưởng đến thị trường như thế nào thì các anh chị có thể bấm vào phần detail này và các anh chị sẽ thấy được cái con số các dòng này các anh chị sẽ biết là actual rate today forecast thì good for currency là thực tế cao hơn dự báo thì sẽ tốt cho cái đồng tiền này và các anh chị sẽ thấy một cái điều nữa là ở đây nó sẽ à, các anh chị nào hiểu tiếng anh thì nó sẽ cho chúng ta những cái chú thích về cái 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 cái, à, cái tin tức này được không ạ các anh chị có thể hiểu thêm về cái tin tức này và các anh chị thường xuyên đọc cái này thì các anh chị sẽ hiểu thêm về 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 vận hành của kinh tế và tôi sẽ quay lại cái slide của chúng ta ok đó là tất cả những cái cách mà chúng ta sẽ xem xét làm như thế nào để chúng ta đọc những cái phân tích cơ bản cái tin tức cơ bản của thị trường và chúng ta có thể hiểu nó chúng ta có thể áp dụng nó trong quá trình trading của chúng ta hỗ trợ trong quá trình trading của chúng ta một cách đơn giản và À, hẹn gặp lại các anh chị vào tuần sau trong cái buổi weekly trading class à, tuần sau và chúng ta sẽ bàn thêm về các cái chủ đề khác liên quan đến thị trường được không ạ và hiện tại thì ở Fullerton đang có một cái chương trình à, gọi là stay home macro bonus với những anh chị nào mà đang sử dụng cái phần mềm copy pip hay sử dụng à, với các anh chị nào đang sử dụng phần mềm copy pip để 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 follow các cái người chuyên gia giao dịch thì các anh chị có thể có thể uh, tham gia cái chương trình này khi mà các anh chị nạp số tiền vào trong thời gian này thì các anh chị sẽ nhận được 10% bonus tiền thưởng bonus tiền thưởng ở dưới dạng là credit để hỗ trợ cho các anh chị có nhiều uh, nhiều vốn hơn nhiều cái credit hơn để các anh chị giao dịch được không ạ? À? Rồi uh, Anthony uh, Anthony hôm nay sẽ kết thúc cái buổi là đào tạo của chúng ta ngày hôm nay ở đây và xin chào tạm biệt tất cả các anh chị hẹn gặp lại các anh chị vào tuần sau cảm ơn các anh chị